Dạ cả nhà mình chỉ cần sức lên làn da giùm em nha, 15 đến 20 phút sau đi tắm lại giùm em là bao trắng cho cả nhà mình luôn nha, bật tông cực kỳ sau một lần sử dụng nha cả nhà ơi. Đây mình sức lên giùm cho em cái gì nha. Đây là hàng thiệt nha chị nha, đây là hàng ta nói là sản phẩm tắm trắng AA Skin. Thì sản phẩm này em like rất là nhiều. Thì một chai như thế này là 490 ngàn. Thì cái chai này là cái chai trộn, cái này là trong cái dòng tắm trắng của em. Là cái này là ta nói cái thương hiệu, cái dòng thương hiệu và tắm đại nhất. Cái này là mình xài mặt được luôn nha chị nha. Chị em là muốn trắng như em thì nhanh tay này chân xà vô. Và cái này ta nói tắm body thôi mà em sử dụng lên mặt cho gì coi. Đối với những dòng sản phẩm khác không bao giờ em xài lên mặt của em hết nha chị nha. Đó mình tắm nó nha chị nha, mình tắm nha. Nha. Mình tắm cái giùm cho em, nó rất là trắng là mê nè. Rất là trắng, đây, cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn mọi người ơi. Rất là trắng. Mấy chị ơi, mấy chị nhanh tay lại cho mấy chị xài đi mấy chị nha. Mấy chị không xài làm gì hối hận đó. 490 ngàn thôi, mấy ta có một sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Rất là trắng và xài đâu.